nha. Hôm nay mình tái hợp với anh Thảo Nguyễn một cái liên khúc gọi là đấu súng nha các bạn. Rồi anh Thảo điểm trước cho mình á bài bạn tôi nha. Bạn tôi dáng nhìn năng lên dáng đường. Bạn tôi dáng đạp xe 20 cây số, thằng đi dài thêm đứa làm tiếp thì thằng làm quán cơm tôi về một gói mì tôm. Tôi về kể chuyện nhau nghe, chuyện buồn vui ngày tháng xa nhà. Tôi về dòng Bắc Trung Nam chia cùng điều thuốc rất chuyện vui buồn. Miền Tây nước lớn đứng ngồi không yên, miền Trung lũ lụt suốt đêm không ngủ. Chúng tôi vào đại học đêm vui chưa giấc, bao nỗi âu lo gầy hơn trước, tóc ba thêm sợi bạc. Chiều nay tin bão phương xa, lòng con chua xót, con chưa về lòng thắng cơn đau. Cảm ơn các bạn nhiều nha các bạn. Hôm qua